mười năm sau, Trường Thọ khẩu quyết hôm qua sư phụ truyền thụ, ngươi đã nhớ chưa? Đọc cho ta nghe nào. Lý Trường Thọ, kẻ luyện khí sao có thể nhát chết như ngươi được? Nếu không trải sự đời, há có thể đoạt được cơ duyên? Lý Trường Thọ lẩm bẩm. Quái, sao sư phụ trở mặt nhanh thế nhỉ? Trong trí nhớ của hắn, mấy chục năm trước khi mới nhập môn, sư phụ hòa nhã dễ gần là thế. Ấy vậy mà giờ đây, quá hư là dữ. Lý Trường Thọ không nhịn được bật cười, sau đó hắn phát hiện ra thân thể của mình vẫn còn đang ngủ say, cảm giác mệt mỏi vẫn còn vương lại sau khi tu hành liên tục. Lẽ nào, hắn đang mơ ư, đã lâu lắm rồi hắn chưa mơ, tu vi càng cao, hắn ngủ càng ít. Mà mỗi lần ngủ thì Lý Trường Thọ đều như bây giờ, bởi vì quá mệt mỏi nên dù pháp lực còn nhưng vẫn cần ngủ một giấc để thần hồn được giải lao. Tổ quang, tổ quang, đừng giả vờ ngủ, đứng lên cho ta, tổ quang, Hắn như nghe được tiếng gào khản giọng từ phía xa truyền tới, rất rõ ràng. Lý Trường Thọ gượng cười, hắn giống người đi trong đêm quay lại đối mặt với dòng hồi ức đang ùa về, giống như đang xem một bộ phim tua nhanh, lướt qua câu chuyện quá khứ của kẻ khác. Trong câu chuyện đó, không có tu sĩ lên trời xuống biển, cũng không có thần linh cao xa. Hoặc giả có, nhưng họ vẫn luôn ẩn giấu ánh mắt người đời. Nhân vật trong câu chuyện ấy tên là Điền Tổ Quang, đã sống ở một hành tinh màu xanh được gọi là trái đất từ cái tên Điền Tổ Quang cũng đủ thấy cha mẹ gã kỳ vọng đứa con của họ có thể làm dạng dỡ tổ tông. Gia đình gã cũng thuộc diện khá giả, cả đời chẳng lo ăn mặc, gã có một cuộc sống vui vẻ, nhẹ nhàng, thuở nhỏ học giỏi, lên cấp 3 đã có mối tình đầu, tới đại học, gã từng có hai cô bạn gái, cùng họ trải qua thời gian say đắm, ngọt ngào. Sau khi tốt nghiệp đại học, dựa vào vốn liếng trong nhà, gã mở một công ty nhỏ, nhờ ra sức cải quốc, chỉ mấy năm gã đã chạm tới cái gọi là tự do tài chính mà bao kẻ ước ao sự nghiệp thành đạt, gã chuẩn bị vun vén cho hạnh phúc của bản thân. Như bao thằng đàn ông khác, gã gặp, yêu và quyết định đi tới hôn nhân với một cô gái, nhưng vận mệnh tới giờ mới bắt đầu trêu đùa gã, 28 năm trời yên ả chỉ là giả tạo, cao trào của câu chuyện cũ được nhồi hết vào mấy tháng ngắn ngủi trước khi kết hôn, tiên tổ quang đi khám. Khốn nạn thay, gã bị ung thư giai đoạn cuối, trước đây tuy có ngờ ngợ những gã chẳng để tâm, dù với một người đàn ông trưởng thành như gã, đây cũng là một cú sốc tinh thần nặng nề nhưng điển tổ quang đã chấp nhận hiện thực một cách nhanh chóng chỉ vài ngày gã đã suy tính chu toàn trong quãng đời ngắn ngủi còn lại tính cách của gã là thế gã cãi nhau cùng với vị hôn thê rồi muốn người diễn một màn kịch bắt cá hai tay khiến vị hôn thê đòi chê tay gã rồi dưới danh nghĩa đền bù gã mua cho cô gái mấy hợp đồng bảo hiểm tuy điển tổ quang bị người nhà cô gái túm được đập trong một trận nhưng cũng chẳng sao sau đó gã chuyển quyền quản lý công ty cho chị hai rồi thì nhà cửa xe cộ tài khoản tiết kiệm gã quy sạch ra tiền, một nửa để cho cha mẹ gã dưỡng già. Tuy rằng cha mẹ chưa chắc đã dùng đến, nhưng đây vẫn là bổn phận của kẻ làm con, nửa còn lại, tiền tổ quang đem quyên cho mấy trường tiểu học. Cuối đời, gã mang chút tiền đi làm từ thiện cũng coi như tích đức cho người nhà. Đến khi họ điền cảm giác thời gian của mình sắp hết, gã nhờ thằng bạn thân nhất đưa mình về thăm trường cấp 3 gã từng theo học, nhìn quán nét cũ này đã đóng cửa, nhìn sân vận động đã được xây mới khang trang, luyến tiếp ư. 28 tuổi, mới trải qua non nửa đời người, gã từ nhỏ chưa từng lam lũ, nên hạnh phúc có được cũng không quá trân trọng, không luyến tiếc ư, gã phấn đấu để thỏa mãn kỳ vọng của người khác, gã nỗ lực để có sự nghiệp kẻ khác hàng ước mơ. Ấy vậy mà, khi gã chuẩn bị có một gia đình yên ấm, chuẩn bị cùng người con gái mình yêu sinh con để cái, thì tai họa ập tới. Nếu có kiếp sau, nghèo khổ một chút thì có đáng gì, chỉ cần có thể gặp đúng người, sống dai thêm một tạm là được nếu ta có thể sống thêm được 10 năm thì tốt biết bao, chẳng bao lâu nữa là ngoạo rồi. Nghe Điền Tổ Quang nói, hai mắt gã mập đằng sau đỏ lưng, không kìm được mà khóc nức lên, gã mập mắng. Chưa gì mà ngươi đã nghĩ tới chia ly rồi, làm quái gì có kiếp sau, ta và ngươi đi viện kiểm tra lại xem. Đã ba bệnh viện rồi, thằng mập ngươi đừng lôi ta đi hành xác nữa, Điền Tổ Quang cười bất đắc dĩ, dựa vào xe lăn thở ra một hơi, gã cả cảm giác chút sức lực cuối cùng đang dần trôi đi từ tận đáy lòng gã không cam lòng gã gom hết chút sức tàn hai tay vịn chặt xe lăn cố gắng đứng lên nhưng còn chưa kịp bước một bước gã đã đổ nhào xuống đất tổ quang tổ quang đừng giả vờ ngủ đứng lên cho ta tổ quang dòng hồi ức đến đấy chờ dừng lại rồi xuất hiện một khoảng thời gian đất quãng chừng ba năm sáu ba năm hình ảnh hồi ức hiện lên càng rõ ràng một thằng nhóc mặc yếm tóc kết bím sừng dây chơi đùa trên đồng cỏ rồi nó lớn dần lên tới năm bảy tám tuổi một lão thần tiên tới và thu nó làm đồ đệ mô tít Xuyên không thường thấy đây mà lý trường thọ thở dài giấu thật chặt những ký ức nơi tận cùng tâm thức cho dù thế nào đây cũng là những ký ức quý giá nhất của hắn trong bóng đêm lý trường thọ quay lại cảm thấy thân thể đã không còn mệt nữa tuy vậy hắn vẫn không muốn tỉnh dậy cảm giác có thể sống lại một cuộc đời khác quả thực rất tốt hắn biết ơn người đã mở cửa sau cho hắn mặc dù cũng không biết có thực sự tồn tại một vị đại thần như thế không, hắn cũng không biết vị kia có thể đưa hắn quay về cuộc sống hiện đại không. Cho dù không thể quay về thời hiện đại, thì cho hắn về thời đường, thời minh cũng được, chỉ ít thì khi đó, lý trường thọ hắn vẫn có thể xoay sở, tạo dựng một cuộc sống an nhàn tăng hay tướng thiếp. Đằng này lại đầy hắn tới một thế giới tu tiên, mà còn là một thế giới tu tiên lạnh lùng nhất, tàn nhẫn nhất và vô lý nhất, thượng cổ hồng hoang. Sau khi bái sư 15 năm, nhờ sách vở trong môn phái và sự giảng giải của sư phụ lý trương thọ mới hoàn toàn hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân đó cũng chính là ngày hắn bật đèn xanh cho chế độ tự bế không sai hắn đã lưu lạc tới thời thượng cổ theo cách hiểu của đời sau sinh ra tại khoảng thời gian giữa hai lần đại kiếp nạn của hồng hoang theo lịch sử của thời hồng hoang thời đại này vẫn còn chịu ảnh hưởng của đại chiến vui yêu mặc dù nhân tộc hương thịnh nhưng tàn dư của yêu tộc vẫn còn mạnh mẽ do so được thánh mẫu của nhân tộc nữ oa một trong sáu thánh nhân bảo lãnh yêu tộc dựa vào biên giới giữa các châu của ngũ bộ châu có ý đồ phục hận, giao chiến liên miên với nguyện khí sĩ của nhân tộc. Sáu vị thánh nhân đã sớm quy vị, luôn hàm hè nhau, chỉ vì một chút thể diện, họ cũng chẳng tức tính mạng của vô số sinh linh. Hai vị giáo chủ Tây Phương giáo là tiếp dẫn và chuẩn đề chiếm lĩnh vùng đất cằn cỗi Tây Ngưu Hạ Châu. Họ tuyên truyền giáo lý Tây Phương giáo khắp nơi, đồng thời không ngừng bòn rút người của đạo môn. Đạo môn Tam giáo gồm Nhân, Xiển, Tiệt đã nổi danh từ sớm, Xiển giáo có 12 vị kim tiên danh tiếng lẫy lừng đã trở thành đề tài thảo luận giữa đám luyện khí sĩ trong mấy nghìn năm gần đây. Tiệt giáo có vạn tiên triều bái, khí thế cao vợi, các tiên nhân có bản lĩnh cao cường đều tụ hợp tại thông thiên giáo, rằng co cùng với Xiển giáo, sự đối đầu tuy gay gắt nhưng cũng chưa tới mức xung đột chính diện. Đây là thời đại hoàng kim của đạo môn, tam giáo hưng thịnh, bảo vệ nhân tộc. Tại Trung Thần Châu, khắp nơi đều có sơn môn của đạo môn, ba nghìn đại thế giới đâu đâu cũng thấy bóng dáng đệ tử tam giáo đạo môn truyền thừa khắp tam giới đạo nguyên thần và luyện khí sĩ trở thành chủ đạo của thời kỳ hồng hoang đây cũng là thời đại ác liệt nhất đối với luyện khí sĩ thời kỳ này cạnh tranh đại đạo vô cùng ác liệt thiên đình mới lập làm việc đều theo chỉ thị của đám tiên nhân tam giáo ngũ bộ châu và ba nghìn thế giới hỗn loạn luyện khí sĩ muốn tồn tại đều phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân và vận khí đôi khi vận khí còn quan trọng hơn lý trường thọ cảm thấy may mắn duy nhất của hắn đó là sư phụ hắn tuy rằng không quá mạnh thậm chí chẳng mạnh gì cả nhưng vẫn có nhân giáo chống lương. Dù rằng Lý Trường Thọ nghi ngờ tổ sư Khai Sơn của Độ Tiên Môn cũng chỉ là đệ tử ký danh của Độ Ách Chân Nhân. Còn Độ Ách Chân Nhân của Tây Côn Lôn, theo Lý Trường Thọ biết thì đó là một vị thần tiên, trong đại chiến phong thần, đồ đệ của lão là hành cáp nhị tướng đã từng tham chiến, ngoài vài chuyện vụn vặt nữa thì hắn không biết gì thêm. Mà đến tám phần, Độ Ách cũng chỉ là đệ tử ký danh của Thái Thanh Thánh Nhân, địa vị trong tầng lớp thần tiên cũng soàng soàng, nói tới bản thân thì Lý Trường Thọ chẳng những không có bối cảnh, không có thần thông không có số mệnh ở thời đại này sao có thể nổi danh đùa chắc hắn có thể sống cũng may mắn lắm rồi vì vậy bắt đầu từ năm đó họ lý đặt ra mục tiêu cho mình đó là phải sống cố gắng sống càng dài càng tốt hắn phải cố gắng tránh né mọi tai nạn yên bình mà sống kiếp người thứ hai của hắn có được đâu dễ dàng gì trở nên nổi bật hơn đời tiếng lưu muôn thuở là thứ gì đó xa vời với hắn cho dù có nỗ lực tu hành đến mấy liệu hắn sẽ hơn được mấy lão giả khú đế của tam giáo không cho dù liều mạng tìm kiếm cơ may, liệu hắn có thể vượt qua được cái gọi là tử kiếp không? Cơn đại kiếp nạn tiếp theo chính là cuộc chiến phong thần. Lý Trường Thọ hắn phải tránh trận chiến này càng xa càng tốt. Đường cùng thì hắn sẽ phong thần làm thần tiên trên thiên đình, sau đó tu luyện thật nhanh, đợi thiên đình chưa xuống dốc hắn sẽ thừa dịp mà kiếm một cái ghế nguyên lão. Mạng của mình là trên hết, kẻ mà trên trán đã khắc rõ hai chữ pháo hôi, tại sao lại không ngoan ngoãn trốn trong núi tu hành, tích lũy tu vì sống yên ổn qua ngày. Cho dù không đạt được trường sinh, thì chỉ cần được chết tự nhiên là hắn đã cảm thấy không uổng phí kiếp này. Bắt đầu từ đó, Lý Trường Thọ đặt ra mục tiêu cuối cùng cho cuộc đời đó là sống đến chết già, và vì thực hiện cho kỳ được mục tiêu này, hắn. Sư Huynh, Sư Huynh Sư Huynh, sao Sư Huynh lại ngủ ở đây thế? Chủ phong đang đông vui nhộn nhịp lắm rồi, chúng ta không đi mau sẽ muộn mất. Bên tai vang lên giọng nói dễ nghe, Lý Trường Thọ bừng tỉnh, hai mắt chậm rãi mở ra, đập vào mắt hắn là một thiếu nữ với khuôn mặt xinh đẹp, mày lá liễu, mũi cao, bờ môi như phấn, đôi mắt long lanh, mặt trái xoan, cổ cao ba ngấn, đôi mắt nàng lúng lướng linh động. Mỹ nữ, nàng là ai? Sư Huynh Thiếu nữ thỏ tay bóp mũi Lý Trường Thọ, nháo mạnh nói. Huynh lại nằm mơ rồi. À, Linh Nga đấy à, mới chớp mắt sao đã lớn bằng ngày rồi. Lý Trường Thọ cười hả hả, bò dài trên bãi cỏ ra ngoài, mãi khi bò được ba trượng hắn mới đứng lên được, khẽ thì thào. Tá vậy mà đã ở đây 10 năm rồi. Lam Linh Nga dậm chân, phùng môi trợn má, bộ dáng đáng yêu không nói nên lời, nàng xưa đâu bằng nay, không chỉ có khuôn mặt đẹp, thân hình trổ mã, đôi chân thon dài, thắt đáy lưng ong, mà bộ váy nàng mặc còn làm tôn nên những đường cong hoàn mỹ, sai đám lòng người. Làn da nàng trắng như tuyết, mái tóc đen tuyền mềm mại sóng sánh bỗng nhiên tiếng chuông vang tới từ xa làm linh nga vội vàng nói sư huynh mau cưỡi mây cho nhanh không là chúng ta muộn thật đấy lý trường thọ cau mày hỏi đừng nói là muội không bay được chứ làm linh nga ớn ngực ngẩng cao đầu sóng giạc đáp muội bay không nhanh lý trường thọ miễn cưỡng gọi tới một đám mây trắng nhảy lên trước rồi nói đi thôi ánh mắt của lam linh nga lóe lên vẻ tinh quái đôi chân khẽ nhún bay tới cạnh lý trường thọ nàng vừa muốn vịn vào tay của sư huynh nhưng lý trường thọ đã nhẹ nhàng tránh ra hắn nghiêm giọng nói chớ quên ước pháp tam trương biết rồi sư huynh sư huynh là đồ quỷ keo kiệt làm linh nga mở miệng lau bầu lêu lêu rồi dịch sang nửa bước thế mới phải chứ phải giữ khoảng cách ba thước bây giờ muội đã là nhân tài mới nổi của đậu tiên môn chúng ta mấy nghìn nam đệ tử đều hâm mộ linh nga tên tử sư huynh đây cũng không muốn bị bọn chúng thi triển vu thuật nguyền rủa tới chết đầu lý trường thọ vươn vai ngoái đầu nhìn về phía ngôi nhà tranh hỏi sư phụ vẫn bế quan chưa ra ư vâng sư phụ đang tĩnh tâm bế quan lúc nào cũng có thể độ kiếp thành tiên nói không chừng lần này chúng ta quay về sư phụ đã thành tiên rồi Làm linh nga cười khẽ đôi mắt long lanh đầy mong đợi khuôn mặt ửng hồng nàng mím môi, ngượng nghịu nói nhỏ. Sư huynh chưa từng tham gia thí luyện do môn phái tổ chức, lần này lại tới, là vì lo lắng trong muội sao. Bỗng nhiên có một bàn tay to lớn chắn trước mặt nàng, sau đó lý trường thọ trưng ra cái bản mặt người chết của hắn nói gán từng chữ. Không phải vậy, ta từ chối, muội là một cô nương tốt, ta vẫn coi muội như là em gái ruột. Hừ, muội đã nói gì đâu, đồ phiền toái, không thèm để ý tới huynh nữa chắn lam linh nga đen lại tức giận quay người lại đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm thành nắm đấm lý trường thọ cười khẽ bình tĩnh ngắm nhìn mây trắng nơi cuối trời tính toán thời gian cùng với vị trí hắn và sư muội tới nơi tập hợp chẳng qua tính toán cũng chỉ là công cốc bên cạnh hắn là một sư muội xinh đẹp lung linh muốn không ai để ý thật sự là càng lúc càng khó lý trường thọ dẫn theo linh nga hạ xuống trước bách phàm điện nơi này không biết từ lúc nào đã tụ tập khoảng mấy trăm người nhìn từ phía xa có từng nhóm nam thanh nữ tú người mặc đạo bào dài đang túm năm tụm ba nói chuyện vui vẻ người nào người nấy một thân chính khí hiếm thấy có người nào tướng mạo không đứng đắn số lượng nữ luyện khí sĩ ở nơi đây cũng không hề ít hơn nam phần lớn các nàng đều có khuôn mặt xinh đẹp dáng người yểu điệu có thể nói là xuân lan thu cúc mỗi người một vẻ mười phân vẹn người đa số nữ nhân đều túm tụm buôn chuyện cùng nhau nhưng ở giữa một đám người luôn luôn có những người giống như hạc giữa bầy gà giống như mặt trăng giữa những ngôi sao giống như Lam Linh Nga hiện giờ đang đứng cạnh Lý Trường Thọ. Đó không phải là Linh Nga của Tiểu Quỳnh Phong sao. Đúng là trổ mã càng ngày càng đẹp, nghe nói tư chất cũng rất tốt, mới nhập môn 10 năm mà đã là luyện khí cấp 8, có thể đã sắp đột phá cảnh giới hóa thần rồi. Nghe nói Thái Thượng Trưởng Lão có ý muốn thu nàng là môn hạ, ai, tiếc rằng chúng ta lại không có phúc phần được như vậy. Người bên cạnh nàng là ai? Ồ, là sư huynh của nàng đó, tiểu quỳnh phong chẳng có mấy người người này hình như không được xếp vào 300 người mạnh nhất trong môn nên ta không có ấn tượng gì ta nhớ đạo hiệu của hắn hình như là trường thọ đạo hiệu này cũng thật là giản dị tự nhiên quả thực rất là đặc biệt chớ có bình luận đệ tử của phong khác ở sau lưng tuân thủ quy định một chút đi lỡ bị các vị trưởng bối trong môn nghe được sẽ đánh giá bản phong không có quy củ đó tiếng bàn luận xôn xao lọt hết vào tay lý trường thọ nhưng hắn vẫn làm bộ như không nghe thấy trên môi vẫn nở nụ cười ấm áp hắn không buồn đánh giá xung quanh chỉ lặng lẽ mang theo lam linh nga đi tới trước điện báo danh sau đó lẳng lặng đến một góc không người đứng chờ tiếng chuông vang lên không ngừng càng ngày càng có nhiều luyện khí sĩ trẻ tuổi từ các đỉnh núi bay tới hôm nay là ngày đại hội thí luyện của đội tiên môn cứ 5 năm lại tổ chức một lần mục đích là để cho những đệ tử trẻ ra ngoài rèn luyện trải nghiệm một chút việc đời tăng tiến cảm ngộ tu đạo, mỗi một đệ tử chính thức trong độ tiên môn đều có thể tùy ý báo danh tham gia sự kiện này. Trong đó có 12 dạng địa điểm rèn luyện dành cho các đệ tử có giai đoạn tu luyện khác nhau. Độ tiên môn chiêu nạp đệ tử quy mô lớn theo chu kỳ là 200 năm một lần, sau đó cứ 200 năm tính là một đời. Đám đệ tử đời này có tiến độ tu hành rất nhanh, nghe nói có người đã đạt đến cảnh giới phản hư cấp 6, đuổi kịp rất nhiều lão họm có tư chất bình thường đã tu hành hơn ngàn năm trong môn phái, luyện khí. Hóa Thần, Phản Hư, Quy Đạo, đây là bốn cảnh giới lớn trước khi thành tiên. Là giai đoạn quyết định thực lực mạnh yếu của bản thân sau khi thành tiên, cũng như quyết định tiến cảnh tu luyện và giới hạn của tiên đồ, chẳng hạn như Lam Ninh Nga, mặc dù mới nhập môn được 10 năm, lại bái một vị sư phụ không có danh tiếng gì trong môn phái. Sư phụ nàng thậm chí còn chưa thành tiên, nhưng nàng đã có thể tu hành đến luyện khí cấp 8, điều này đương nhiên dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người hai sư huynh muội Lam linh nga và lý trường thọ đứng cách nhau ba thước dưới một bóng cây không ít kẻ liếc mắt qua và phỏng đoán tình cảm của đôi sư huynh muội này không được tốt lắm linh nga bẻ một đoạn trời liễu non nhẹ nhàng quấn quanh đầu ngón tay môi bấp máy mấy lần muốn nói gì đó nhưng lại thôi nàng chợt nghĩ tới ba quy định sư huynh đã đặt ra cho nàng thứ mà hắn gọi là ước pháp tam trường ước pháp tam trường điều thứ nhất trước mặt người ngoài phải duy trì khoảng cách ba thước ước pháp tam trường điều thứ hai ở bên ngoài nếu như không có việc gì thì không được nói chuyện phiếm. Sư Huynh, Huynh muốn đi đâu? Muội đoán xem. Lại vẫn không nói, đã hỏi Huynh mấy ngày rồi, Linh Nga khẽ hử một tiếng, nhỏ giọng thầm thì nói. Dù sao Huynh đi đâu thì muội cũng đi đó, muội sẽ không rời mắt khỏi Huynh. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, bờ môi mấp máy hơi mở ra, thanh âm chui thẳng vào tai Lam Linh Nga, hắn dùng thuật truyền âm nói sư muội hiện giờ ngươi tu luyện đã có một chút thành tựu đa luyện khí sĩ rồi phải làm quen với việc tự mình đối mặt với một số tình huống khó khăn lam linh nga khẳng khái cãi lại một câu muội phụng lệnh của sư phụ giám sát huynh chặt chẽ không để cho sư huynh đi ra ngoài gây họa làm hỏng danh tiếng của tiểu quỳnh phong chúng ta lý trường thọ mỉm cười cũng không nói thêm gì nữa tiếng chuông thứ sáu vang lên từng thân ảnh lần lượt bay ra từ trong bách phàm điện tổng cộng có hơn 60 vị đạo sĩ đứng giữa không trung mỗi người bọn họ đều có khí chất phong thái khác nhau, có người dâu tóc bạc trắng, và đầy nếp nhăn, có người thì vẫn như thiếu nữ 18 đôi 10. Nhưng đại đa số những người này đều toát lên vẻ thành thục ổn trọng, 63 vị đạo sĩ tỏa ra khí tức bản thân khiến phía trước bách phàm điện lập tức lặng ngắt như tờ, những bóng người trên không trung đều bao phủ một làn tiên quang. Đây là tất cả tiên nhân ở các đỉnh núi, có nhiệm vụ bảo vệ đám đệ tử đi ra ngoài thí luyện, một tiếng hạc kêu rít lên, một con hạc trắng đầu đỏ từ trong mây bay vút đến, trên đó có một lão già gầy gò ngồi xếp bằng. Nếu như cẩn thận nhìn kỹ, có thể thấy phía sau lão có mây lành quẩn quanh, hai đóa sen xanh lơ lửng cạnh người, khí độ bản thân toát lên vẻ tiên phong đạo cốt, trên người lão không có khí tức tu vi nhưng vẫn mang đến cho người khác một loại cảm giác trang nghiêm cao quý. Đây là trọng vũ thượng nhân, phó môn chủ độ tiên môn, nghe nói là một vị cao thủ cấp thiên tiên, một trong mười người có tu vi mạnh nhất độ tiên môn, trọng vũ thượng nhân không phát biểu gì nhiều, mí mắt khép hờ, bờ môi hé mở, thanh âm vang vọng quanh quần khắp nơi. Lần này các ngươi đi ra ngoài, cần phải luôn luôn ghi nhớ môn quy, dương danh cho đội tiên môn chúng ta, đừng có làm chuyện nhục nhã tông môn, lần này tổng cộng có 12 địa điểm lịch luyện. Gần đây Đông Hải có yêu ma làm hại mấy bộ tộc, mong rằng các ngươi có thể trừ ma vệ đạo, bảo vệ đồng tộc, các trưởng lão, bắt đầu đi, nói xong, trọng vũ thượng nhân cưỡi hạc rời đi, không ở lại thêm chút nào, để lại đám đệ tử phía sau nhau nhau hành lễ đưa tiễn trên không trung trước bách phàm điện một vị lão già đứng thẳng chắp tay lĩnh mệnh sau đó cất cao giọng nói những người tới đông hải trảm yêu trừ ma đi ra ngoài cùng phía bên trái tu vi không được thấp hơn luyện khí cấp 6. nhóm người này sẽ luận thưởng dựa theo số lượng yêu ma tiêu diệt được nhiều đệ tử ở phía dưới lập tức đứng lên gần một nửa số đệ tử đi đến bên trái bên đó lập tức trở nên đông đúc đây đã là lệ cũ của mỗi lần rèn luyện 12 nơi rèn luyện có một số chỗ tuy rằng độ khó và nguy hiểm tương đối thấp nhưng khen thưởng lại vô cùng phong phú lam linh nga quay đầu nhìn chăm chăm sư huynh nhà mình phát hiện hai chân sư huynh vẫn không nhúc nhích tí nào mục tiêu của sư huynh quả nhiên là không phải đi kiếm chỗ tốt sư muội tu vi muội còn thấp nên đi theo số đông lý trường thọ truyền âm khuyên nhủ lam linh nga nhưng khóe miệng nàng chỉ hơi trầm xuống cuối cùng lam linh nga vẫn đứng im bên cạnh sư huynh lại nghe các trưởng lão tiếp tục hô người đi tới vùng đông nam trung thần châu chảm yêu trừ ma đứng sang phía bên phải chờ tu vi không được thấp hơn luyện khí cấp 8, lần này chỉ có mấy chục vị đệ tử hành động nhưng tu vi của mỗi người đều không thấp tất cả đều là cảnh giới hóa thần cứ như vậy trong tiếng hô ầm ĩ không ngừng của các trưởng lão đám đệ tử lần lượt trước sau khởi hành mỗi người đều tùy ý chọn một nơi tốt để đi các trưởng lão mỗi lần hô lên địa điểm rèn luyện yêu cầu tu vi càng lúc càng tăng lên cái sau cao hơn cái trước đến lúc các trưởng lão hô lên thấp nhất là cảnh giới hóa thần cấp 2, đôi mắt làm linh nga tràn đầy u oán nhìn chằm chằm vào sư huynh nhà nàng tu vi thật sự của nàng chính là hóa thần cấp 2. sư huynh rốt cuộc huynh muốn đi chỗ nào lý trường thọ vẫn chỉ cười không nói rất nhanh giữa sân chỉ còn có 23 người vẫn đứng yên chưa lựa chọn được chỗ rèn luyện mà địa điểm cũng chỉ còn sót lại hai nơi trong 23 người này trừ đôi dư huynh muội đứng khuất trong gió xỉnh nào đó đám còn đều là tiên chủng của các phong nhóm đệ tử này đều là những người được bồi dưỡng trọng điểm có xếp hạng rất cao trong môn phái các trưởng lão khẽ đưa mắt nhìn lam linh nga sau đó liền hô ai tới lân vân đảo trên đông hải rèn luyện và trong điện chờ tu vi yêu cầu không thấp hơn cảnh giới hóa thần cấp 9. trong đám người còn lại có 17 người đồng thời khởi hành từng người tản ra khí tức cảnh giới phản hư cấp 2 hoặc cấp 3, xung quanh truyền đến từng tiếng tán thưởng 17 vị đệ tử này cấp tốc bay vào trong điện lúc này giữa sân chỉ còn lại sáu người vẫn bất động mà ánh mắt chúng đệ tử cũng nhanh chóng hội tụ trên người thiếu nữ mặc váy dài màu lửa trên lưng nàng có một thanh bảo kiếm bản rộng lúc này thiếu nữ khép hở mắt đứng yên thần thái phiêu giật giống như tiên trên trời quanh người nàng phảng phất tung bay mấy chữ thật to chớ tới gần nàng là một trong những đệ tử nổi tiếng nhất của đội tiên môn nàng không chỉ đẹp tới quốc sắc thiên hương chim xa cá lặn mà tư chất tu tiên lại càng kinh người lúc này nàng đã sớm triển lộ ra khi tức cảnh giới phản hư cấp 4, nàng chỉ mới nhập môn hơn 60 năm, tu vi đã tới trình độ này, từ chất kinh người nên rất được độ tiên môn coi trọng, nàng cũng đã sớm bái nhập vào phá thiên phong dưới chứng trưởng môn. Có cầm huyền nhã cùng đi Bắc Châu, cũng không tệ. Bên trong xó xỉnh nào đó, Lý Trường Thọ lộ ra nụ cười thản nhiên, cùng xuất hành với một người thu hút ánh nhìn như vậy, càng có thể làm cho mình không bị người khác chú ý. Ở bên cạnh, là mình ngà nhúc nhích chóc mũi người mấy lần, lập tức nhận ra được hương vị khác thường nàng thấy sư huynh đang mỉm cười, ánh mắt sư nhìn chăm chú vào thiếu nữ mặc váy dài màu lửa, quả nhiên có biến, lại nghe trong nhóm vang lên tiếng bàn tán. Huyền nhã sư tỷ muốn đi đến Bắc Câu Lô Châu hải thuốc. Huyền nhã sư tỷ đi Bắc Câu Lô Châu, vậy thì Nguyên Thanh sư huynh chắc hẳn cũng sẽ đi Bắc Câu Lô Châu. Đây không phải là điều tất nhiên sao, không thấy Nguyên Thanh sư huynh nãy giờ vẫn luôn đứng im hay sao, chắc chắn là đang chờ huyền nhã sư tỷ quyết định rồi cẩn thận lời nói, giữ mồm giữ miệng, chớ có đắc tội hai vị kỳ tài tu đạo của phá thiên phong. Trên không trung, các trưởng lão nhíu mày nhìn đôi sư huynh muội lý trưởng thọ và lam linh nga, hơi lắc đầu rồi tiếp tục cao giọng hô. Đệ tử đi tới loạn trướng bảo lâm phía đông nam bắc câu lô châu, vào trong điện chờ, nơi đó vô cùng hung hiểm. Đệ tử tới đó khó tránh tổn thương, yêu cầu tu vi thấp nhất là cảnh giới hóa thần cửu dai, thiếu nữ mặc váy màu lửa mở mắt, đối mắt phượng trong veo vô cùng quyến rũ, Bụi chân nàng điểm nhẹ trên mặt đất tà váy dài theo gió lắc lư giống như một đóa hoa lửa nở rộ thu hút mọi ánh nhìn nàng nhẹ nhàng bay vào trong điện theo sát phía sau là một thanh niên luyện khí hào hoa phong nhã ôn tồn lễ độ khí tức của gã phát ra đã tới cảnh giới phản hư cấp 5. cặp mắt của thanh niên từ đầu đến cuối không rời thân ảnh đỏ rực phía trước đây dĩ nhiên là vị nguyên thanh sư huynh kia lý trường thọ cũng đồng thời cất bước đi vào bởi vì có cầm huyền nhã và nguyên thanh hấp dẫn lực chú ý của toàn trường đến lúc này hắn cũng không bị những người khác chú ý tới, điều này khiến cho Lý Trường Thọ cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Mà hắn vừa mới đi được hai bước, một đôi mắt tràn đầy u oán nhìn chăm chăm vào người hắn không rời. Sư Huynh, tự nhiên Huynh muốn đi Bắc Câu Lô Châu làm gì, Lý Trường Thọ cảm thấy phía sau lưng như có từng trận gió đông rét buốt, hắn dừng chân, quay đầu lại trầm giọng nói. Đương nhiên là đi hái thuốc. Sư Huynh thảo dược trong nhà không đủ ngươi dùng sao, huynh. Linh Nga tiểu quỳnh phong, trên không trung đột nhiên truyền đến một tiếng hô, chính là các trưởng lão đang nhíu mày chăm chú nhìn đôi sư huynh muội này, lão mở miệng hỏi. Ngươi có muốn tham dự cuộc giải luyện lần này không? Có tham dự thư trưởng lão. Lam Linh Nga ngẩng đầu đáp lại, cảm nhận được mọi ánh mắt xung quanh đều nhìn về phía mình, gương mặt xinh đẹp của nàng ứng hồng, Rõ ràng mới vừa rồi vẻ mặt nàng còn lạnh lẽo như có thể đóng băng ngàn rằm, vậy mà bây giờ lại là dạng người như nở hoa, có thể nói, nàng trở mặt như trở bàn tay. Lam Linh Nga không để ý đến ánh mắt mọi người xung quanh nữa, nàng vội nói tiếp. Đã làm trưởng lão phải nhọc lòng, đệ tử tu vi còn thấp, nên không biết lựa chọn như thế nào, hiện tại đã quyết định đi Đông Hải cùng với các sư huynh sư tỷ. Các trưởng lão gật gật đầu, lộ ra nụ cười hiền hòa, cất giọng ấm áp, vậy mau mau về hàng đi chớ có làm trễ giờ tốt xuất phát vâng lam linh nga nhẹ nhàng thở phào rồi quay đầu lại muốn tìm sư huynh nhà mình nhưng phía trước đã không còn bóng người hừ làm gì mà cứ nhất định phải đi đến loại địa phương nguy hiểm ấy chứ nàng bưu môi lên nhỏ giọng oán trách cũng không thèm dặn mình cẩn thận một chút đồ sư huynh thối lúc quay người lam linh nga đã khôi phục vẻ mặt bình thường đi đến đám người phía xa vừa mới chạm mặt nàng đã nhìn thấy nụ cười rạng rỡ hí hưởng của đám thanh niên tài tuấn. Trong điện, hơn chục ánh mắt rơi vào trên người Lý Trường Thọ đang đứng lặng lẽ trong góc, phần lớn đều nghi hoặc không biết kẻ kia là ai, Lý Trường Thọ yên lặng phát ra khí tức của mình, hóa thần cấp 9, vừa đủ vượt qua tiêu chuẩn tu vi cần thiết. Nguyên Thanh, Huyền Nhã, tu vi của các người xếp hạng thứ hai và thứ sáu trong thế hệ này, sao phải vội vàng đi hái thuốc? Lưu Nhạn Nhi của Đô Lâm Phong, Vương Kỳ của Tiểu Linh Phong, ừm, cũng là thiên tài xếp trong 20 vị trí đầu của thế hệ này, thế quái nào mà lại vội vàng muốn đi loạn chướng bảo lâm. Nhẽ nào môn phái chúng ta đối xử hẹp hỏi với đệ tử trẻ tuổi như vậy sao? Bố câu lô châu cũng nào phải đất lành gì, hai lần trước đều không có ai đi, hử. Ở một góc hẻo lánh trong bách phàm điện, một nữ tiên người đầy mùi rượu nghiêng đầu, trừng mắt nhìn bốn vị đệ tử trẻ tuổi sáng láng đang đứng phía sau Lý Trường Thọ sau đó nàng lại cúi đầu nhìn nhánh trúc ở trong tay rồi ngẩng đầu nhìn lý trường thọ một chút cứ như vậy lặp lại hai lần sắc mặt dần dần trở nên thâm trầm tiêu quỳnh phong lý trường thọ tu vi của ngươi là gì chỉ mới hóa thần cấp 9 đã đi đoạn trướng bảo lâm để làm gì mau mau đi tới đông hải đánh đám yêu tôm tướng cá kia đi đứa tên này là người ăn nói rất ngay thẳng có thể gọi là không thèm để lại mặt mũi nhưng lời nói cũng rất có lý hiển nhiên là vì lo cho ăn nguy của lý trường thọ trên eo nữ tiên nhân có đeo hai bầu rượu một lớn một nhỏ, trang phục trên người cũng rất đơn giản, quần dài, áo ngắn, mái tóc ngắn màu nâu nhạt, đứng giữa ba ngàn nữ luyện khí sĩ đa số đều để tóc dài bay phấp phới, nàng cũng coi như là dị loại hiếm thấy. Về phương diện hình tượng và khí chất, nàng cực kỳ giống đệ tử tạp dịch bị nội môn bóc lột, thường xuyên phải lao lực. Cũng may nàng dùng vải thắt chặt vòng eo nhỏ nhắn, thêm vào chiếc áo ngắn bằng vải bố sắp rách, thỉnh thoảng trên người cũng toát ra một chút uy thế, đủ để người ta cảm nhận được đây là một tên nhân có thực lực không hề yếu kém. Người này đạo hiệu là Tử Cửu, môn nhân phá thiên phong, thoạt nhìn chỉ khoảng 20 tuổi, thật ra đã 8, 900 tuổi, nàng thành tiên đã hơn 600 năm, trong thế hệ những người nhập môn cùng thời thì nàng cũng là thuộc hàng đỉnh cấp, bây giờ đã có thể một mình nắm giữ một phương. Lần này đi tới loạn trướng Bảo Lâm ở Bắc Câu Lô Châu, chỉ có một mình Tử Cửu làm hộ vệ, đủ để thấy thực lực của nàng bất phàm, Lý Trường Thọ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, chắp tay hành lễ với tử tiên nhân tiếng tam lừng lẫy, nói Tử sư thúc, đệ tử cần tìm kiếm mấy vị thảo dược, có mấy vị chỉ ở Bắc Câu Lô Châu mới có thể tìm được, lần này phải làm phiền tử sư thúc rồi Thảo dược nào, tử cử biếu môi, trên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp kia mang theo một chút chán ghét Ta và sư phụ ngươi cũng coi như có một chút cảm tình, ta cho ngươi cái này, cầm lấy đi tìm kỳ linh trưởng lão của đạo tạng các, nói xong Nàng lại lục lọi trong chiếc áo ngắn dính đầy rượu của mình, lấy ra một mảnh ngọc, tiện tay ném cho Lý trưởng Thọ. Cứ nói là người người cung chúng ta, ngươi đến đó mà lấy thảo dược, Bắc Câu Lô Châu không phải là nơi hóa thần cấp 9 như ngươi có thể đi, nếu ngươi thật sự chết trong đó, ta sẽ bị trừ 10 năm tiền thưởng, chắc chắn lão sư phụ thích khóc lóc của ngươi sẽ chạy tới tìm ta để sứt mướt. Ai, nghĩ tới thật phiền chết đi được, hai nam hai nữ ở bên cạnh cảm thấy rất kinh ngạc tất cả ánh mắt bọn họ đều nhìn vào mảnh ngọc bội ngọc bài thân phận của trưởng lão nội môn lại có thể dễ dàng đưa cho một đệ tử hóa thần cấp 9 không cùng phong như vậy ư sư thúc lý trường thọ cười khổ bước lên hai bước tay nâng miếng ngọc bội trả lại cho tiểu cửu lễ phép nói nếu được lựa chọn đệ tử cũng không muốn đi bắt câu lô châu mạo hiểm nhưng lần này quả thật là bất đắc dĩ dựa theo môn quy sư thúc cũng không thể cự tuyệt thỉnh cầu của các đệ tử muốn đi ra ngoài rèn luyện kính mong tử sư thúc thành toàn. Tử cửu hơi nhíu mày, nhìn chăm chú vào vị đệ tử đang cúi đầu hành lễ ở trước mặt, nàng hư lạnh rồi tiện tay lấy lại miếng ngọc bội. Hừ, thật là phiền quá đi, vậy thì. Nguyên Thanh, Huyền Nhã, thiếu nữ mặc váy dài màu lửa và thanh niên luyện khí sĩ hào hoa phong nhã cùng nhau chắp tay trả lời. Có đệ tử, tử cửu hơi bực tức nói. Nếu hai người các ngươi có dư lực thì giúp đỡ ta trông nom hắn một tay, Nguyên Thanh và Huyền Nhã Mặt không thay đổi lên tiếng đáp ứng. Đệ tử lĩnh mệnh Nguyên Thanh liếc nhìn Lý Trường Thọ với ánh mắt đầy thiện ý, khóe miệng mỉm cười cũng có một chút ôn hòa. Sư thúc cứ yên tâm, ta chắc chắn sẽ chiếu cố cho Trường Thọ sư đệ thật tốt, Tiểu cửu không nhịn được đưa tay dai chán, mắng xa xả vào mặt mấy vị đệ tử. Trường Thọ sư đệ cái con khỉ. Hắn nhập môn còn sớm hơn ngươi và huyền nhã, hừm, thật tình, Lý Trường Thọ ngươi làm như thế nào vậy? Tu luyện hơn 100 năm vẫn chưa tới cảnh giới phản hư. Mà thôi quên đi. Với điều kiện của tiểu quỳnh phong các người, tiến độ tu luyện bắt kịp đại đa số đệ tử cũng đã không tệ rồi. Nguyên Thanh lộ ra vẻ mặt xấu hổ, nhưng rất nhanh sau đó liền chắp tay thi lễ. Úi, xin lỗi, trường thọ sư huynh đừng trách tội. Lý trường thọ mỉm cười lắc đầu, đáy lòng cũng có một chút cảm khái. Nữ mặt lạnh, nam mặt ấm, cặp này cũng vô cùng dứng đôi với lứa chỉ có điều không có liên quan gì tới mình là được rồi lý trường thọ đột nhiên cảm giác được có hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn từ phía sau hoàn toàn không có ý tốt hắn cũng không vội xem ai đang nhìn mình để bất thiện chỉ bình tĩnh nói tiếng đa tạ với tử cử. lại quay người chắp tay hành lễ với hữu cầm huyền nhã vào nguyên thanh sau đó lui đến phía sau bốn người yên lặng đứng đó những ánh mắt kia đương nhiên là hai người còn lại nhìn tới một là lưu nhạn nhi mặc váy màu vàng nhạt một người còn lại là vương kỳ mặc đạo bào màu xanh hai người này đều là đệ tử cảnh giới phản hư tài năng, có xếp hạng cao trong thế hệ này, là hai hạt giống có tư chất thượng hạng. Mặc dù ánh mắt lúc nãy của bọn họ không có ý tốt, nhưng cũng không có nhiều ác ý, cùng lắm chỉ là có một chút ghét bỏ mà thôi. Lý Trường Thọ lặng lặng đứng nghe, bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng xé gió, từng nhóm đệ tử ở dưới sự bảo vệ của các vị tên nhân bay lên không rời đi. Hắn cũng chia ra một tia linh thức, kiểm tra toàn bộ một lượt mấy món pháp khí chữ vật trên người mình, đó cũng không phải là thói quen sắp xếp gọn gàng, mà hắn cẩn thận đem đan dược, pháp khí chia ra cất ở nhiều nơi. Thật ra đồ trong mấy túi chữ vật của hắn đều giống nhau như đúc, trong đó cũng chỉ có đan dược, pháp khí, linh thạch, tất cả đều được chia ra làm ba phần. Phòng đeo trên cổ tay trái là pháp khí chữ vật chính, vì để phòng ngừa vạn nhất, mà dây chuyền đeo trên cổ là pháp khí chữ vật dự bị. Vì để phòng ngừa vạn nhất của vạn nhất, túi cột trên đùi chính là pháp khí chữ vật dự bị của dự bị, đi ra bên ngoài rèn luyện, cẩn thận chuẩn bị thêm một chút cũng chẳng thừa, đặc biệt là phải đi tới loại hiểm điện như Bắc Cầu Lô Châu. Lần này, Lý Trường Thọ cũng mang hơn phân nửa vốn liếng của mình tới đây. Mặt khác, non nửa là để phòng thân cho sư muội của hắn. Sau gần nửa ngày, ngay trước điện, một chiếc hồ lô chậm rãi bay lên trên không, tiểu cửu tiên nhân khoanh tay đứng trên miệng hồ lô, khi thế bất phàm, mấy vị đệ tử trẻ tuổi yên tĩnh đứng khắp nơi trên hồ lô, tất cả đều đứng vững vàng ổn trọng. Đợi đến khi hồ lô bay ra khỏi đại trận, hai tay tiểu cửu tiên nhân ấn lên pháp ấn, Hồ lô rượu tản mát ra từng tia hào quang màu xanh nhạt, tạo thành một lớp màng mỏng ở bên ngoài, ngăn cách tiếng gió thổi bên ngoài. Pháp ấn của tiểu cử chỉ về hướng tây bắc, hồ lô bắt đầu dần dần tăng tốc. Tất cả cứ thả lòng một chút, đừng khẩn trương. Ra khỏi sơn môn rồi thì không cần quy củ nhiều như trước. Tiểu cử ngáp một cái, rồi ngồi xuống ngay miệng hồ lô, hai chân dạng sang hai bên, không còn chút hình tượng nào. Nàng khẽ ngả ra phía sau một chút, tiện tay cầm hồ lô rượu bên hông lên miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn từ tình nhấp một ngụm khuôn mặt từ cửu đỏ hồng nàng khẽ rên lên bộ dáng rất thỏa thoả mãn thoải mái dễ chịu sau đó nàng mới quay đầu lại đánh giá năm vị đệ tử trẻ tuổi ở phía sau cách nàng xa nhất quả nhiên là lý trường thọ đang ngồi ở phía cuối hồ lô lý trường thọ giữ một khoảng cách tương đối với những người khác cơ thể luôn duy trì trạng thái căng thẳng hắn cũng không giống như những người khác đang yên tĩnh ngồi tu hành đầu ngón tay trái của hắn đang ấn vào hai tấm bùa chú màu vàng Lưu Nhạn Nhi và Vương Kỳ ở đoạn giữa hồ lô, vào lúc này cũng đang yên tĩnh điều tức. Cách tiểu cửu gần nhất chính là hữu cầm huyền nhã, nàng đang yên tĩnh ngồi phía sau tiểu cửu tầm một thước, thanh đại kiếm kia cũng đặt nằm ngang ở trước người, phía sau hữu cầm huyền nhã, chính là Nguyên Thanh, hắn khẽ nói. Sư muội lần này ta nhất định sẽ giúp muội tìm được yếm hỏa minh tâm thảo, hữu cầm huyền nhã lại hơi cao mày, lạnh nhạt nói. Nguyên Thanh sư huynh không cần vì ta mà hao tâm tổn trí, đây là việc tu hành tự thân của ta, không cần người ngoài nhúng tay vào. Nguyên Thanh lại cười ôn hòa, đáp. Tóm lại thêm một người là nhiều thêm một phần cơ hội, cứu cầm huyền nhã không nói thêm điều gì, nàng nhắm mắt lại tiếp tục ngồi điều tức, quanh người có từng tiêu hỏa khí vờn quanh tạo thành một vẻ đẹp hoàn mỹ không góc chết, tiểu Cửu Giác gần đó hé mắt xem chuyện vui, nàng khẽ nhíu mày nhìn Nguyên Thanh. Còn Nguyên Thanh thì bày ra vẻ mặt bất đắc sĩ, tiếp tục ngồi phía sau cách hữu cầm huyền nhã ba thước nụ cười trên khóe miệng dần dần nhạt đi. Ai, lại là một trò hay, lá dụng hữu ý mà nước chảy vô tình. Tử cửu nhấp một ngụm rượu tiên, tỏ vẻ vẫn chưa thỏa mãn. Tuy còn thèm thuồng nhưng nàng chỉ có thể lưu luyến treo hồ lô rượu trở lại bên hông mình. Nàng dựa vào bên miệng hồ lô, ngửa đầu nhìn mây trắng lững lờ trên bầu trời xanh thẳm, ánh mắt có một chút xuất thần, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Cứ bay đi như vậy một hồi, tử cửu lại không nhịn được, sờ vào hồ lô bên hông, nhưng động tác của nàng hơi do dự rồi cũng dừng lại, nàng nhìn đám đệ tử trước mắt, nói. Muốn bay đến Bắc Câu Lô Châu cần phải mất hai ngày ba đêm, các ngươi định ngồi yên tĩnh như vậy mãi hay sao? Này Vương Kỳ, mau hát một bài dân ca cho sư thúc nghe đi. Phía sau, Vương Kỳ vội đáp. Tử sư thúc, ta làm gì biết hát chứ? Tử cửu lập tức lộ ra vẻ mặt chán ghét. Vậy trong các người người nào biết, trường thọ, ngươi biết không? lý trường thọ lộ ra sắc mặt ngưng trọng lắc đầu trái lại là thi triển truyền âm nhắc nhở từ cừu sư thúc hình như phía sau đám mây có bóng người hà từ cừu ngẩng đầu lên nhìn mặt không đổi sắc truyền âm đáp lại lý trường thọ ngũ bộ châu rộng lớn như vậy luyện khí sĩ có thể phi thiên độn điện nhiều vô số kể đừng kinh ngạc hơn nữa nơi này cách độ tiên môn của chúng ta không xa mặc dù nói như thế tiểu cử vẫn tỏa ra tiến thức cảm ứng xung quanh, không lâu sau, tốc độ bay của hồ lô bắt đầu chậm dần. Lại thêm một lát nữa, chiếc hồ lô lớn cuối cùng đứng yên bất động giữa không trung, tiểu cử vẫn ngồi đó với dáng vẻ lười nhác, cao rộng hô. Không biết mấy vị đạo hữu ở trên mây đi theo chúng ta lâu như vậy là muốn làm gì? Ngay lập tức, bốn người đang đả tọa trên hồ lô lập tức mở mắt ra, còn Lý Trường Thọ vẫn luôn quan sát ở phía sau, tay phải rút vào trong tay áo, ngón tay đặt lên pháp ký chữ vật của mình. Phía sau đám mây, một thân ảnh cao to bay ra, người này mặc áo giáp, khuôn mặt thô giáp, toàn thân từ trên xuống dưới ngưng thực nặng nề, trên lưng gã treo một cây bố rất to. Tiên nhân, Lý Trường Thọ cẩn thận cảm ứng đối phương, hình như người này thành tiên chưa được bao lâu, cũng không tạo cho hắn quá nhiều uy áp. Cách trăm trượng, gã cao to này ông quyền với tử cửu, cất cao giọng nói. Ta chính là thị vệ Hồng Lâm Quốc, có nhiệm vụ tới để hộ vệ lục công chúa nếu có chỗ mạo phạm kính mong tiên trưởng chứa trách tội lục công chúa tử cửu quay đầu lại quan sát hai nữ đệ tử ở phía sau ánh mắt của lý trường thọ cũng vô thức rơi vào khuôn mặt hơi tròn có một chút khói lửa của lưu nhạn nhi nhưng lưu nhạn nhi lại nhìn thẳng về phía một nữ đệ tử trẻ tuổi khác bỗng nhiên nghe thấy hữu cầm huyền nhã dùng giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt mở miệng nói trở về đi không cần hao tâm tổn trí vì ta Công chúa, thị vệ, lúc bọn họ định đi đến Bắc Câu Lô Châu lại đột nhiên hiện thân, chốc mũi của Lý Trường Thọ hách lên, hắn ngửi được mùi của một loại kịch bản nào đó. Điện hạ, mà tướng phụ mệnh của quốc chủ đến đây, nếu cứ trở về như vậy, thật sự là khó có thể phục mệnh. Gần đây địch quốc đang rục dịch muốn động thủ, quốc chủ lo lắng bọn hắn sẽ âm thầm ra tay với người, điện hạ, kính xin người cho phép mà tướng đi cùng, đợi sau khi người trở về đội tên môn mà tướng sẽ tự quay trở lại. Hữu cầm huyền nhã khẽ nhíu mày, trên khuôn mặt xinh đẹp vốn không có cảm xúc gì kia, lúc này có thêm sự bất đắc dĩ, Nguyên Thanh mở miệng khuyên nhủ. Huyền nhã sưng muội, chúng ta muốn đi Bắc Cầu Lô Châu, chỗ đó đều là hiểm địa, có thêm vũ văn tướng quân, coi như là có thêm người phối hợp với muội. Lý Trường Thọ đột nhiên mở miệng, lạnh nhạt hỏi. Lúc trước Nguyên Thanh sư đệ có quen biết vị tướng quân này sao? lúc nãy ta vẫn chưa nghe thấy vị tướng quân này báo danh tính. Nguyên Thanh nhìn Lý Trường Thọ rồi cười nói. Ừm, không sai, ta và huyền nhã sư muội cùng nhau lớn lên, cũng cùng nhau bái nhập vào độ tiên môn. Vị tướng quân này tên là Vũ Văn Lăng, là tướng lĩnh tín nhiệm nhất của phụ vương huyền nhã, ngày thường phụ trách bảo hộ bên cạnh quốc vương, lần này hắn lại tới đây hộ vệ, hiển nhiên là tình huống có nguy hiểm, hóa ra nữ mặt lạnh và nam mặt ấm này lại là thanh mai trúc mã, Lý Trường Thọ chắp tay nói. Là ta nhiều chuyện rồi, Vũ Văn Lăng nhíu mày nói. Lục công chúa điện hạ, hữu cầm huyền nhã nhìn về phía tiểu cửu đang ngồi tựa vào miệng hồ lô, ánh mắt toát ra nét thỉnh cầu, tiểu cửu nằm nhoài bên miệng hồ lô khoát khoát tay, giọng nói cũng có một chút lười nhác. Nếu là hậu vệ của nhà ngươi vậy thì cùng đi đi, một gã đại hán vừa mới thành tiên, ở dưới tay ta cũng không lật nổi sóng gió gì. Gã to con, đi tới phía sau hồ lô rồi ngồi xuống đi, sau này không được nói lung tung, để cho ngươi đi theo thật ra cũng không ổn. Cũng may trong môn quy không hạn chế đệ tử nhập môn khi đi ra ngoài không được mang theo hộ vệ của mình, Phú Văn Lăng chắp tay nói. Đà tạ tiên trưởng. Nói xong, đại hán này vác cử phủ bay tới phía sau hồ lô lớn, ngón tay tử cử bắt quyết, tiên quang bào bọc xung quanh hồ lô lớn từ từ mở ra một khe hở, Lý Trường Thọ thấy thế, lặng lẽ bước lên hai bước, lại vòng qua bên thân hồ lô đi lên phía trước chắp tay hỏi một câu từ sư thúc đệ tử có thể ngồi phía sau người không từ cử giờ khóc giờ cười đáp sao vậy ngươi cũng hơn trăm tuổi rồi còn sợ người lạ sao thôi được lại đây ngồi đi sư phụ ngươi nói người có tính cẩn thận chặt chẽ quả thật đúng là không có sai mà hữu cầm huyền nhã chủ động đứng dậy mang theo một tia áy náy cười cười với lý trưởng thọ chủ động lui về phía sau hai bước nói Lý Sư Huynh, mời ngồi chỗ này. Làm phiền rồi, Lý Trường Thọ gật đầu, cũng không để ý phía sau có hai ánh mắt sắc bén đang lê tới. Hắn bình tĩnh ngồi xuống vị trí lúc nãy của hữu cầm huyền nhã, hai ánh mắt này chính là đến từ Lưu Nhạn Nhi và Vương Kỳ, hiển nhiên là đối với việc Lý Trường Thọ bài ngoại hơi có một chút bất mãn, có lẽ cảm thấy như vậy sẽ là mất đi khi phách mà đệ tử độ tiên môn bọn họ nên có. Đương nhiên Lý Trường Thọ chẳng buồn quan tâm, từ cửu tiên nhân tiếp tục cưỡi hồ lô bay về phương Bắc dường như lưu nhạn nhi và vương kỳ vì chào phúng lý trường thọ còn cố ý đi tìm vũ văn lăng để nói chuyện nhưng mà đại hán cao to vũ văn lăng này là một người có tính trầm mặc ít nói ba người trò chuyện một hồi lâu mấy lần câu chuyện đều đi vào ngõ cụt cuối cùng nguyên thanh có một chút không chịu nổi nữa chủ động góc mồm chém gió mới làm cho bầu không khí cởi mở lên lý trường thọ vẫn không nhìn phía sau từ đầu đến cuối tay phải đều giấu ở trong ống tay áo từng sợi lên thức tỏa ra xung quanh người trước khi tự quyết định đi đông nam bắc câu lô châu lý trường thọ đã từng đắn đo suy nghĩ rất kỹ cũng sớm tìm mấy vị chấp sự bách phàm điện mà mình quen biết để nghe ngóng tin tức cho thật rõ ràng lần này tiên nhân hộ tống đệ tử môn nhân đi ra ngoài rèn luyện chính là tử cử tiên nhân trước đây cũng đã phụ trách phương hướng này mặc dù tử cử tu hành vẫn chưa tới ngàn năm nhưng thực lực không thể coi thường không những vậy nàng lại có một thân thần thông lợi hại còn có mấy món pháp bảo ghê gớm do trưởng môn ban cho nghe nói cảnh giới tu vi của tiểu cử đã tiếp cận gần cảnh giới thiên tiên rồi bình thường sau khi luyện khí sĩ đạt được cảnh giới tiên nhân theo thứ tự là nguyên tiên chân tiên thiên tiên kim tiên đại la hỗn nguyên vô cực những thứ bậc này được xưng là thiên tiên đạo càng quan trọng hơn tiểu cử là một trong số ít mấy vị tiên nhân của nội môn có một chút giao tình với sư phụ của lý trường thọ vốn dĩ lý trường thọ cảm thấy người đi tới bắc câu lô châu rèn luyện vốn sẽ rất ít có vị tiên nhân này bảo vệ dù sao cũng an toàn hơn rất nhiều so với việc một mình đi tới hiểm địa Bắc Câu, chỉ là chưa từng nghĩ, giữa đường đột nhiên xuất hiện tình trạng như bây giờ. Dùng ánh mắt liếc nhìn Nguyên Thanh và Vũ Văn Lăng, trong đáy lòng Lý Trường Thọ âm thầm suy nghĩ, mặc dù hai mắt vẫn khép hở nhưng hắn không cách nào tu luyện tiếp, vẫn luôn duy trì trạng thái bất cứ khi nào có biến liền sẽ thi triển phong độn. Cũng may, hắn cách tử sư thúc gần hơn một chút, cũng có thêm cảm giác an toàn. Hả? Hắc hắc hắc, chỉ nhấp một ngụm nhỏ, khoảng cách đến nơi vẫn còn xa, không hỏng vượt được, không hỏng việc được. Tiểu tiên nhân đang nằm dạng chân trên miệng hồ lô, phát ra tiếng cười kỳ quái. Nàng ôm lấy hồ lô đựng rượu của mình rồi lén lút hấp một ngụm lớn, khuôn mặt lập tức trở nên ửng hồng, rồi liếm môi một cái tỏ vẻ chưa đã thèm. Lý trường thọ lắc đầu cảm thấy cạn lời, quả nhiên vẫn nên tìm một lý do rời khỏi đội, đi một mình mà thôi. Nửa ngày không nói chuyện. Hoàng hôn đã trôi qua, bầu trời chi chít sao sáng, ngồi trên hồ lô dài hơn 10 trượng, xung quanh là tiên quang mở mịt, mỗi người người mùi rượu nhàn nhạt, nhạt, Tài lý trường thọ cầm một quyển thẻ tre, ngồi yên tĩnh ở đó đọc, mấy người khác đã nhập định tu hành, bao gồm cả Vũ Văn Lăng ngồi ở cuối cùng. Hai mắt tử cửu mờ hé hé, nàng vẫn nằm nghiêng ở phía trước hồ lô lớn, mặc cho gió thổi mái tóc ngắn bay tán loạn, bộ dạng nàng quả thực khác xa với những nữ tiên thường thấy, cũng có thể nói là thập phần cá tính lý trường thọ yên tĩnh thưởng thức đạo thuật được ghi chép ở bên trong quyển thẻ tre suy diễn cách vận dụng đạo thuật như thế nào nhưng linh thức không thu hồi xung quanh người hắn mà vẫn giám sát phạm vi gần mười trượng bởi vì lúc trước hắn từng tận lực tập luyện tính cảnh giác chuyện này đối với hắn cũng không có gì là gánh nặng một hồ lô rượu đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt sắc mặt lý trường thọ ngưng trọng lắc đầu nói đã tạ sư thúc đệ tử không uống được rượu thật vô vị tử cử trợn mắt." bật cái nắp trên miệng hồ lô lớn rồi ngồi trên miệng hồ lô, nàng nhẹ nhàng đung đưa đôi bắp chân sạch sẽ trắng trẻo, khẽ ở lên một hơi rượu, Tử Cửu Lơ đã hỏi. "Trường Thọ, sư phụ ngươi sắp thành tiên rồi đúng không?" "Có lẽ sẽ được kiếp trong vòng 3 năm rưỡi nữa." Lý Trường Thọ đặt mớ sách trên đùi, đưa mắt nhìn chằm chằm vị tử sư thúc ở phía trước. Thật ra trong vòng trăm năm sau khi hắn nhập môn, số lần Tử Cửu đi tới Tiểu Quỳnh Phong cũng không nhiều ai tiểu cửu thở dài cố ý dùng giọng điệu và cụ non đưa lưng về phía lý trường thọ lên lớp năm đó mấy người chúng ta có giao tình rất tốt tiếc rằng vốn dĩ tư chất của sư phụ ngươi không tệ nhưng sau một lần trọng thương đã đả động đến đạo cơ đến bây giờ vẫn chưa thể bù đắp trường thọ à chớ tưởng sư phụ ngươi vẫn chưa thành tiên lý giải của hắn về những đạo pháp của độ tiên môn chúng ta không hề thua kém bất kỳ tiên nhân ngàn năm nào sư thúc nói đi đâu vậy Lý Trường Thọ cười khẽ, hai mắt hơi híp lại, rất ít khi hắn lộ ra vẻ mặt như vậy trước mặt người ngoài, ngoại trừ sư phụ và sư muội. Lý Trường Thọ nói. Sư phụ vẫn luôn dốc hết sức dạy bảo ta và sư muội, đối với chúng ta, sư phụ giống như bậc cha mẹ vậy, tử cửu lại hỏi. Lại nói, tu vi của ngươi làm sao vậy, đã nhiều năm như vậy mà mới chỉ là hóa thần cấp 9, phản hư cũng lĩnh ngộ không thấu sao, tử cửu quay đầu trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ, tiếp tục nói. Lúc bản sư thúc mới nhập môn đã nghe người ta bảo, tiểu quỳnh phong các ngươi có số mệnh xấu, xem ra quả đúng là không sai. Đưa tay ra đây, để bản sư thúc xem tư chất của người nào ta nhớ lúc người mới nhập môn tư chất rất tốt thì phải. Chẳng lẽ thật sự bị vị sư phụ hồ đồ kia làm cho hồ đồ thao rồi, lý trưởng thọ lập tức trao mày, mặc dù vị tử sư thúc trước mặt này vốn có ý tốt, thế nhưng, nếu như thân thể hắn bị dò xét trực tiếp, đối phương lại là cao thủ cảnh giới chân tiên, dù cho hắn có dùng pháp quyết che giấu tu vi, chắc chắn vẫn sẽ bị bại lộ. Tử cửu đã vươn bàn tay phải đầy mùi rượu về phía Lý Trường Thọ, hắn vô thức dịch mông ra phía sau, gượng cười nói. Sư thúc, nam nữ thụ thụ bất thân, chỉ sợ điều này có một chút không ổn. Nam nữ thụ thụ bất thân. Lời này là kẻ nào nói, sao ta chưa nghe bao giờ, tử cửu lập tức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Chúng ta là luyện khí sĩ, thì chúng ta theo đuổi chính là vô câu vô thúc, tiêu giao thế gian, những lễ nghĩa vớ vẩn trên thế tục, ngươi để ý làm gì chứ, mau đưa tay ra. Chẳng lẽ ngươi tu hành sai lầm sao? Ta nhớ được tư chất của ngươi chẳng phải rất tốt sao? Sư thúc, điều này không ổn lắm mấy năm trước, đệ tử đột nhiên mắc chứng bệnh cứ chạm vào nữ nhân thì sẽ rung rẩy toàn thân. Lý Trường Thọ đứng bật dậy, bước chân chuyển động, thân hình tạo ra hai đạo tàn ảnh, động tác xoay tròn như trong chóng, nhanh chóng xuất hiện phía sau hữu cầm huyền nhã lộ ra khuôn mặt khổ sở nhìn từ cửu tiểu cửu chớp mắt giống như phát hiện ra điều gì đó bộ pháp tên nhãi này thi triển vừa rồi du long tham vân bộ tên tiểu tử ngươi có thể học được bộ pháp khó như vậy sao từ cửu lộ ra vẻ mặt cổ quái hỏi sư phụ ngươi nói ngươi chỉ cảm thấy hứng thú đối với độn pháp không phải ngươi dành hơn một trăm năm chỉ để học những thứ này chứ đệ tử vẫn luôn cố gắng tu hành chưa bao giờ dám trễ này, hả? Cảm xúc mềm mại này, Lý Trường Thọ cúi đầu nhìn ngón tay nhỏ nhắn màu trắng đang nhẹ nhàng đâm vào trong bắp đùi mình, mặt hắn lập tức đen lại, phía trên ngón tay như búp măng là một cánh tay trắng nõn như ngọc, trên nữa là bờ vai áo màu đỏ rực, cổ áo, cùng với khuôn mặt xinh đẹp hơi nghiêng, hiếu kỳ nhìn hắn. Hưu cầm huyền nhã Mấy năm trước đột nhiên mắc chứng bệnh chạm vào nữ nhân thì toàn thân sẽ run rẩy, khóe miệng Lý Trường Thọ co quắp, nhưng dường như chỉ trong nháy mắt hắn đã có quyết định, hắn cũng là kẻ hung hãn, lúc này không thèm để ý đến hình tượng bên ngoài của mình. Toàn thân hắn bắt đầu run rẩy, cắn răng khống chế bắp thịt khiến nó vạn vẹo, khuôn mặt nhăn nhó, hai mắt trợn ngược, miệng rùi bột mép. Thật là, hữu cầm huyền nhãn ngươi không phải là băng sơn mỹ nhân sao? Mới vừa rồi đã chót mạo phạm, mong Lý Sư Huynh rộng lòng tha thứ ngồi ở phía trước của hồ lô khuôn mặt của lý trường thọ trầm tĩnh nhìn hữu cầm huyền nhã đang chắp tay cúi đầu ở trước mặt mặc dù đáy lòng hắn rất muốn chửi thề nhưng cũng chỉ có thể nói hai chữ không sao lý trường thọ cảm giác ánh mắt mọi người xung quanh rơi vào trên người mình đã không còn ghét bỏ bất mãn như trước mà thay vào đó là tràn đầy đồng tình và thương cảm từ cửu tiên nhân ho khan một tiếng ý vị sâu xa nói trường thọ đây hẳn là tâm ma của ngươi có lẽ nguyên nhân là do quá trình tu hành phong bế lâu dài ở trong núi của ngươi cùng với sư phụ. Nguyên Thanh ở phía bên kia nhẹ nhàng đi tới, cầm một bình đan dược, thấp giọng nói. Trường thọ sư huynh, đây là đan dược thanh tâm ngưng thần, có lẽ sẽ giúp ích một chút đối với chứng bệnh của sư huynh. Đa tạ sư đệ, tấm lòng của sư đệ ta xin nhận, Lý Trường Thọ gửi một tiếng tỏ vẻ xấu hổ, Nguyên Thanh lập tức hiểu ý, thuần thuộc truyền chủ đề. Nhân cơ hội này, lý trường thọ đưa mắt quan sát phản ứng của mấy người còn lại trong toàn bộ quá trình vũ văn lăng không hề để ý đến trận nháo kịch vừa rồi gã ngồi nhắm mắt yên lặng tĩnh tọa ở cuối hồ lô vô cùng trầm ổn lưu nhạn nhi thì đang nhìn về phía lý trường thọ với ánh mắt thêm mấy phần cảm thông vương kỳ cũng chăm chú nhìn ánh mắt tràn đầy đồng tình đại khái là hai người này đang nghĩ tư chất tu hành của vị sư huynh này bình thường đã vậy còn vướng vào tâm ma như thế sau này muốn tìm một vị đạo nữ sẽ rất gian nan sinh hoạt trên con đường tu đạo vô cùng khó khăn việc kết đạo lữ để tu hành ở trong đậu tiên môn vẫn tương đối phổ biến nguyên thanh hàn huyên vài câu rồi lui về phía sau hồ lô vương kỳ lại chủ động tới bắt chuyện cùng với lý trường thọ toàn bộ cuộc nói chuyện lý trường thọ chỉ mỉm cười đáp lại cũng không nói thêm gì Hàn đánh giá ngoại trừ nguyên thanh ra những đệ tử cùng thế hệ này phần lớn tập trung tinh thần vào việc tu đạo tuổi tác tuy cao nhưng tâm tư lại đơn thuần đến không ngờ cũng đúng trong đám đệ tử cùng thời Mấy người này đều có thể xếp vào hàng học sinh khá giỏi, đại đa số thời gian đều dành vào việc tu hành, kết giao qua lại với người khác không nhiều, trận phong ba nhỏ này rất nhanh liền đến hồi kết thúc. Không lâu sau, không khí trên hồ lô yên tĩnh trở lại, mọi người tiếp tục đả tọa tu hành, lý trường thọ lại cầm quyển sách kia lên đọc say xưa, tâm tình hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tử cửu tiên nhân khoanh tay xếp bằng ngồi phía trước hồ lô. Giờ phút này, nàng cũng lâm vào trầm tư, nghĩ xem nên làm như thế nào để giúp lý trường thọ thoát khỏi tâm ma quay về với cuộc sống tu đạo vui vẻ. Chẳng lẽ phải dùng mỹ nhân kế, lấy độc trị độc, tử tiên nhân cúi đầu liếc nhìn ngực của chính mình, sau đó là một chàng cười nham hiểm. Đột nhiên gán cho bản thân một căn bệnh quái gở, nhưng lý trường thọ cũng không buồn để ý, mặc dù đây chỉ là biện pháp tạm thời để tránh né tử sư thúc giò xét tu vi và tư chất, nhưng đoạn đường tiếp theo, hắn phải luôn luôn chú ý đến chi tiết này. Đối với lý trường thọ thì duy trì cảnh giác cũng không phải việc gì khó trường thọ sư huynh, sau lưng đột nhiên có tiếng gọi, Lý trường thọ quay đầu lại thì thấy khuôn mặt đầy ái náy của hữu cầm huyền nhã, mặc dù lúc này Lý trường thọ rất muốn nói một câu. Xin hãy duy trì tự trọng và kiêu ngạo cần có của một băng sơn mỹ nhân, nhưng trung quy hắn vẫn chỉ có thể nở một nụ cười mỉm, khoát tay ra hiệu nàng không cần nói nhiều. Lý trường thọ quay đầu tiếp tục cầm cuốn sách đọc, hữu cầm huyền nhã mí môi, sự ái náy trong mắt đã tiêu tan gần hết. Mà linh thức nhạy bén của Lý Trường Thọ lại thấy ở phía sau, Nguyên Thanh đang nhắm mắt hơi nhíu mày. Hai ngày sau, những tiền môn san sát của đồng thắng thần châu nhanh chóng bị bỏ lại sau lưng. Dọc theo đường đi, chiếc hồ lô lớn này phi hành ở trong mây mù, ngày đêm không nghỉ cuối cùng cũng chạy tới biên giới tây bắc đồng thắng thần châu. Suốt đoạn đường, Lý Trường Thọ cũng không hề tu hành, lực chú ý của hắn luôn đặt vào những người xung quanh, khóe mắt cũng thường xuyên bắt được bóng người trợt lóe lên ở trên trời. Cũng may là đoạn đường này bọn hắn cũng không gặp trở ngại gì, tự cử rỗi lưng một cái, hồ lô lớn bắt đầu từ từ giảm tốc độ, đi về hướng dãy núi trùng điệp phía dưới, vị tử tiên nhân này ngáp một cái, nói với mấy người phía sau. Các người hãy tập trung giữ vững tinh thần, sắp sửa tiến vào phạm vi biên giới bộ châu, các người hãy nghe cho kỹ. Bắc câu lô châu không phải vùng đất lành gì, lần này các người đến đây cũng chỉ vì rèn luyện, không cần phải liều mạng tranh đoạt linh dược, bảo vật. Tiếp theo, ta sẽ mang các người đi đến cửa vào Bắc câu lô châu, nhớ kỹ chỗ này về sau muốn tự mình đi đến Bắc Câu Lô Châu thì cũng đừng có ngu ngơ xông loạn khắp nơi. Năm vị đệ tử đồng thời đứng lên chấp tay hành lễ với tiểu cửu, đồng thanh đáp. Xin nghe theo lời dạy bảo của sư thúc. Tiểu cửu hài lòng gật đầu. Ừm, Lưu Nhạn Nhi nhỏ giọng hỏi. Sư thúc, Bắc Câu Lô Châu không phải là một trong tứ đại bộ châu sao, vì sao còn có chuyện cửa vào này, chẳng lẽ chướng khí ở nơi đây tạo thành đại trận thiên nhiên hay sao? khóe miệng tử cửu cong lên, lạnh nhạt nói. Có ai biết vì sao không? Giải thích cho nàng một chút, Nguyên Thanh ở phía sau cười nói. Chứng khí của Bắc Câu Lô Châu cũng không khó chống đỡ đối với luyện khí sĩ đẳng cấp phản hư đã có thể kết thành nội chu thiên, nơi này phiền tóa nhất là độc trùng, độc thảo, độc thú, hung thú được chứng khí nuôi dưỡng. Chúng có ở khắp nơi, vô cùng khó đối phó. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, tử cử lướt mắt, mắng Nguyên Thanh. Nàng hỏi vì sao có cửa vào, người đáp cái quái gì thế? Nguyên Thanh cười xấu hổ, chắp tay ngượng nghịu lùi lại, Vũ Văn Lăng trầm giọng nói. Bởi vì yêu tộc. Không sai, chính là vì yêu tộc, tướng quân cũng rất có kiến thức đấy, Tử Cừ cúi đầu nhìn, khống chế hồ lô đi vào trong dãy núi, rồi hạ xuống một sơn cốc, nghiêm mặt nói. Khí vận nhân tộc hội tụ ở Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu là nơi lưu vong của vu tộc, từ thời thượng cổ, để chống trời sắp sập, mấy vị thánh nhân đã ra tay, mang đến nơi đây một đầu tiên thiên huyền quy khổng lồ, chặt đi bốn chân làm thành trụ trời. Huyền quy vẫn uất, buồn bực sầu não mà chết, thân thể khổng lồ và pháp lực mênh mông hóa thành trướng khí của Bắc Câu Lô Châu, trải qua nhiều năm vẫn không hề tiêu tan. Các ngươi nhìn về phía tây bắc xem, đó nào phải là mây mưa gì? Mấy người đồng thời nhìn về phía tây bắc, Lúc này bọn họ đã nhanh chóng xuống đến chân núi, đúng lúc có thể nhìn thấy chân trời cuộn lên những đám mây mù màu xám đen. Vùng mây này vô biên vô hạn, mênh mông vô cùng, tử cử tiếp tục nói. Chướng khí nuôi dưỡng ra rất nhiều độc trùng, độc thảo, làm cho sinh linh bình thường không dám đến gần, nơi chúng ta sắp tới cũng là khu vực có rất nhiều kỳ hoa dị thảo sinh sôi nảy nở, bên trong có các loại hung thú độc thú, ngay cả cấp bậc thiên tiên đến cũng không dám xâm nhập vào quá sâu sau đại chiến vu yêu vu tộc còn sót lại bị lưu đày tới nơi này bọn hắn đi tới cực bắc của bắc câu lô châu nơi đó băng tuyết ngập trời trùng thú rất ít miễn cưỡng có thể sinh tồn nhưng nghe nói bọn hắn cũng đã sắp đi tới danh giới diệt tộc quả thật rất thảm mà yêu tộc còn mang hận ý đối với vu tộc còn có những yêu tộc bị luyện khí sĩ của nhân tộc chúng ta đuổi đi tất cả đều hội tụ về biên cảnh bắc câu lô châu lâu ngày khu vực chật hẹp này từ đông sang tây chỉ có mấy chục vạn dặm trở thành chỗ nương thân trọng yếu nhất của yêu tộc giới thiệu tới đây Tử cửu nhìn nét mặt của đám đệ tử phát hiện ra ngoại trừ lý trường thọ đám còn lại hoặc ít hoặc nhiều đều bắt đầu trở nên khẩn trương hiệu quả không tệ bơm thêm tí nữa nghĩ là làm Tử cửu cười một tiếng rồi trầm giọng nói các ngươi xem xung quanh đồi núi trùng trùng trong đó không biết có bao nhiêu đại yêu lão yêu có một số kẻ thực lực kinh khủng dị thường đặc biệt rất thích ăn thịt luyện khí sĩ nhân tộc. Mấy người lập tức càng thêm cảnh giác, Lý Trường Thọ chỉ bình tĩnh gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn về xa xa phía dưới. tiểu cử bỗng nhiên cảm thấy tẻ nhạt, nàng chỉ vào phía dưới hồ lô, mặt không thay đổi tiếp tục nói. Thành trấn phía dưới chính là con đường do cao thủ nhân tộc chúng ta cưỡng ép mở ra, nó là một trong những cửa ra vào Bắc Câu Lô Châu, chúng ta đã ngưng chiến với yêu tộc, không biết lúc nào mới lại đánh tiếp. Chờ một chút vào trong trấn, ta mang các ngươi đi mua một ít bùa tránh trướng, giải độc đan, mặc dù trong môn cũng có những thứ này, nhưng không biết là lão già nào định ra quy củ, muốn các ngươi trải nghiệm một chút sinh hoạt của tu sĩ, dạy các ngươi trao đổi đồ vật. Nhớ kỹ, chưa có bài loạn ở khu vực trên không của thị trấn này, nơi đây có mấy vị cao thủ trấn giữ, nhớ kỹ phải có một chút lòng kính sợ đối với cường giả, chúng ta đáp xuống sườn núi phía đông nam, đi vòng một đoạn đường núi. Nam vị đệ tử chắp tay lĩnh mệnh, ghi tạc vào lòng những lời nhắc nhở của tử cửu tiên nhân. Toàn bộ thành trấn này được xây dựng ở trong một sơn cốc, hai bên sơn cốc là vách núi thẳng đứng bị tạc ra thành những hang động lớn nhỏ, sau đó người ta mới dựng lên nhiều lầu các bằng gỗ. Trong sơn cốc, các kiến trúc trồng lên nhau, từ xa nhìn lại vô cùng lộn xộn, có nơi được xây dựng như một cung điện nguy nga, có nơi là bảo tháp sừng sững cao vút, nhưng nhiều nơi vẫn là nhà gỗ lầu đất, chẳng có một chút quy hoạch tổng thể gì, chỉ có vài ngõ phố hẹp miễn cưỡng có thể qua lại. Đương nhiên, luyện khí sĩ phần lớn đều bay trên không trung, cho nên cũng không cần đường bộ. Có thể nhìn ra, tu sĩ đi tới Bắc Câu Lô Châu cũng không hề ít, nơi đây tấp nập người đến kẻ đi. Rất nhiều lầu gỗ, nhà đất đều có luyện khí sĩ bày quầy bán hàng, có thể tìm được rất nhiều dược thảo và sản vật do Bắc Câu Lô Châu sản xuất. Những dược thảo và tài liệu này phần lớn đều có liên quan đến chữ độc. Từ cửu ra vẻ quen đường thuộc bước, nàng gọi ra một đóa mây trắng mang theo năm đệ tử và Vũ Văn Lăng đi vòng quanh nửa thành trấn, so sánh giá cả của mấy quầy hàng trái phải, sau đó nàng mới để đám đệ tử lấy linh thạch ra mua một ít đan dược phù lục hàng tốt giá rẻ, hả? Nhãi con này sao lại đứng yên, từ cử liếc nhìn Lý Trường Thọ ở phía sau vẫn luôn đứng chắp tay im lặng, nàng thở dài, tiện tay lấy một cái hầu bao quang qua đầu vai mình đập vào trong ngực Lý Trường Thọ. Loại hầu bao này là pháp khí chữ vật đơn giản nhất, bình thường đều dùng để cất một số lượng linh thạch cố định, từ cử nhổ nước bọt nói. Ta biết ngay mà, sư phụ cũng chẳng có gì nhiều để cho, cũng chẳng hiểu nổi lão nhất định phải trông coi cái đỉnh núi còm đấy làm gì. Giải độc đan và bùa tránh trướng thì nhất định phải chuẩn bị, đi mua nhanh đi, nam nhân chớ lèo nhèo. Á, à, Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn vị sư thúc không thích trang điểm trước mặt, hắn nhận miệng cười hiền lành, chỉ có ở trước mặt sư phụ và sư muội hắn mới mỉm cười như vậy. Hắn vừa định giải thích một câu, bản thân đã sớm chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ rồi nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì ở bên cạnh lại có một bàn tay đưa tới trong tay cầm một chồng bùa màu vàng hai cái bình xứ là thiếu nữ đeo đại kiếm sau lưng mặc váy màu lửa hữu cầm huyền nhã nghiêng đầu nhìn về phía khác dùng giọng điệu hết sức bình tĩnh nói coi như là nhận lỗi với sư huynh lúc trước nói đến đó tay nàng khẽ gảy nhẹ dùng lực vừa phải đưa đan dược vào bùa tới tay lý trường thọ sau đó huyền nhã lập tức xoay người ra vẻ vô sự đi tới quầy hàng bên cạnh. Lý Trường Thọ cảm thấy thú vị, chắp tay về phía bóng lưng của nàng, vẫn chưa buồn nói gì, băng sơn mỹ nhân này tuyệt đối là hữu danh vô thực.